Xin kính chào quý cô bác đang theo dõi video trên kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày. Cô bác có biết không, các mạch máu trong cơ thể của chúng ta thường được ví von là giống như lớp da bên ngoài, dần dần sẽ bị lão hóa theo thời gian và tuổi tác. Khi mạch máu bị lão hóa thì nguy cơ cao mắc các bệnh như là đột quỵ, nhồi máu cơ tim, xơ vữa động mạch. Đây đều là những căn bệnh nguy hại đối với sức khỏe, thậm chí là ảnh hưởng đến tính mạng của chúng ta. Để ngăn chặn tình trạng này, người Nhật Bản thường xuyên ăn một món canh. Mặc dù có cái tên khá lạ, nhưng món canh này không khó để chế biến. Cô bác nào cũng có thể làm được, dù là mình có đôi chút vụng về thì cũng không cần phải quá lo lắng. Vậy thì đó là món canh gì và công dụng của nó mang đến như thế nào? Cách làm ra làm sao? Xin mời cô bác cùng theo dõi trong video ngày hôm nay của Sống Khỏe Mỗi Ngày để có được câu trả lời của bác nhé! Món canh mà tôi muốn giới thiệu đến cô bác trong video ngày hôm nay đó chính là canh miso. Hay hiểu theo nghĩa tiếng Việt thì chính là canh tương. Đây là một món ăn truyền thống của ẩm thực Nhật Bản. Nếu cô bác nào đã từng xem phim Nhật Bản thì thấy món canh miso xuất hiện trong nhiều bữa cơm gia đình hoặc là món canh để giúp người bệnh phục hồi thể trạng. Các bác sĩ Nhật Bản sử dụng kinh nghiệm của họ và khuyến nghị rằng ăn canh miso mỗi ngày có thể giúp ngăn ngừa xơ cứng động mạch, làm sạch mạch máu, giảm nguy cơ mắc các bệnh có liên quan đến tim mạch vô cùng hiệu quả. Canh tương này bao gồm phần nước dùng, được gọi là nước dashi, nấu cùng với tương miso và những nguyên liệu khác như là đậu phụ, hành lá, rong biển. Một số thành phần khác được thêm vào dựa trên công thức nấu ăn của từng khu vực và theo mùa cũng như sở thích của từng người, chẳng hạn như là nấm, khoai tây, hành tây. Còn có thể cho thêm cả tôm, ngao, cá, chay hay là củ cải cắt lát nữa. Vị thanh ngọt đậm đà của miso kết hợp hài hòa với các thực phẩm khác đem đến món canh tương thơm ngon và bổ dưỡng, trở thành một món ăn quốc hồn quốc túy của đất nước Nhật Bản. Nói như vậy thì có vẻ phức tạp vậy thôi, nhưng thực ra để nấu món canh này thì khá đơn giản của bác. Ở phần sau tôi sẽ hướng dẫn của bác chế biến, đảm bảo là cô bác nào cũng có thể làm được. Còn trước hết mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về những công dụng tuyệt vời của món canh này trước của bác nhé. Công dụng đầu tiên không thể nào bỏ qua của canh miso đó chính là ngăn ngừa xơ cứng động mạch. Cô bác có thể hiểu nôm na là như thế này. Những loại thực phẩm mình ăn thì luôn có chứa chất béo. Khi mình tiêu thụ lượng đồ ăn này vào trong cơ thể sẽ dẫn đến việc chất béo bám vào trong thành động mạch, tạo thành những mảng cứng khiến cho mạch máu bị mỏng và thu hẹp lại, làm cho máu lưu thông kém, dẫn đến tình trạng xơ cứng động mạch. Từ xơ cứng động mạch có thể phát triển thành xơ vữa động mạch. Tình trạng này nếu không được cải thiện thì rất có thể gây ra bệnh tim, đột quỵ, các vấn đề lưu thông máu ở cánh tay và chân, phình động mạch, có thể gây chảy máu nội bộ, đe dọa đến tính mạng của chúng ta. Các bác sĩ Nhật Bản đã nghiên cứu và kết luận là việc ăn món canh miso này sẽ giúp phân hủy các mảng cứng ở trong mạch máu, do đó sẽ giúp duy trì sức khỏe của mạch máu và ngăn ngừa xơ cứng động mạch. Bên cạnh đó, nguyên liệu chính của món canh miso là tương hay chính là đậu nành thì có chứa những dưỡng chất có thể ngăn ngừa chứng xơ cứng động mạch, từ đó thúc đẩy lưu lượng máu, sửa chữa mạch máu và ngăn ngừa tình trạng cao huyết áp. Công dụng thứ hai đó là phòng chống ung thư. Ăn canh mà có thể ngăn ngừa ung thư, một thông tin chắc chắn sẽ khiến cho cô bác ngạc nhiên và có phần hoài nghi nữa, có đúng không nào? Thế nhưng các chuyên gia dinh dưỡng của Nhật Bản, họ đã chứng minh điều này hoàn toàn có cơ sở, nhất là với món canh miso truyền thống của Nhật Bản. Ăn canh miso thường xuyên được cho là đặc biệt tốt trong việc phòng ngừa căn bệnh ung thư vú, ung thư đại trực tràng và ung thư gan. Bên cạnh lợi ích đối với ung thư vú và ung thư gan, thì canh miso với thành phần đỗ tương còn làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư đại trực tràng, đặc biệt là đối với cô bác nào đang ở độ tuổi mãn kinh. Công dụng thứ ba đó là tăng cường hệ miễn dịch. Hệ miễn dịch đóng một vai trò quan trọng bảo vệ cơ thể chống lại vi khuẩn. Đặc biệt trong những ngày thời tiết giao mùa hay là thời điểm dịch Covid vẫn đang còn diễn biến phức tạp như hiện nay. Việc cô bác có được một hệ miễn dịch khỏe mạnh, một sức đề kháng tốt thì quả là tuyệt vời. Ăn canh miso là một giải pháp lý tưởng cung cấp cho cơ thể những loại vitamin và chất dinh dưỡng tốt nhất. Thành phần kiềm trong canh miso có tác động tích cực cho cơ thể, nó giúp cho cơ thể khỏe mạnh, có thể đẩy lùi bệnh tật và nhiễm khuẩn. Chỉ cần ăn một chén canh miso cũng khiến cho cô bác có đầy đủ các vitamin để đủ sức đề kháng, chống lại các loại virus, vi khuẩn, không để cho chúng xâm nhập vào cơ thể mình, có đúng không nào cô bác? Công dụng thứ tư của canh miso đó chính là cân bằng dinh dưỡng cho cơ thể.
làm thế nào để ăn uống đủ chất, phát triển toàn diện, hay làm thế nào để có thể nấu ít món thôi nhưng vẫn đảm bảo đủ lượng dinh dưỡng mà cơ thể chúng ta cần. Đây đều là những câu hỏi mà 13 nội trợ thì có đến 9 người đều thắc mắc. Có những món dù chế biến từ nhiều nguyên liệu song lại không đủ chất, hoặc có những món ăn không tốt cho sức khỏe của chúng ta. Thế nhưng canh miso thì lại khác. Chỉ một món canh miso thôi là đã đủ cung cấp đầy đủ dưỡng chất mà cơ thể cần rồi đấy của bác. Đồng thời, ăn canh miso còn giúp cho các vi khuẩn và enzyme phối hợp ăn ý để cùng hỗ trợ cho việc tiêu hóa và hấp thụ thức ăn. Thế nên cô bác yên tâm, không lo gặp phải các vấn đề về tiêu hóa như đầy bụng, chướng bụng hay khó tiêu đâu của bác nhé. Công dụng thứ 5 đó chính là giúp chống lão hóa, cải thiện làn da. Các loại kem dưỡng da và sản phẩm chăm sóc cho da hay các dạng thức điều trị khoa học và hiện đại đều thổi phồng về khả năng chống lão hóa. Nhưng có một thứ mà mọi người sợ hãi, đó là các phương pháp điều trị nói trên đều gây ra một số tác dụng phụ đáng gờm và có thể gây nguy hại cho người sử dụng. Đối với canh miso thì cô bác không cần lo lắng quá nhiều. Loại canh này chỉ thuần sử dụng các nguyên liệu tự nhiên như đỗ tương. Đỗ tương thì cô bác cũng biết rồi đấy, nó có chứa các chất chống oxy hóa. Những chất này đóng một vai trò then chốt trong việc giảm thiểu quá trình lão hóa sớm. Trên đây là những công dụng tuyệt vời mà món canh miso mang đến cho sức khỏe của chúng ta. Đó cũng là lý do mà không phải tự nhiên người dân của đất nước Hoa Anh Đào được mệnh danh là có kỷ cương thép lại mê món này đến như vậy. Món canh miso có rất nhiều cách chế biến khác nhau, nguyên liệu cũng rất đa dạng. Tuy nhiên, để thuận tiện nhất cho cô bác trong quá trình chế biến cũng như tìm được nguyên liệu một cách dễ dàng, thì Sống Khỏe Mỗi Ngày sẽ hướng dẫn cô bác một công thức đơn giản nhất, đảm bảo là cô bác nào cũng sẽ thực hiện được. Xin mời cô bác theo dõi để cùng thử nhé! Đầu tiên thì cô bác cần chuẩn bị khoảng 2-3 bìa đậu phụ non, một nắm rong biển khô, một ít hành lá. Quan trọng nhất là mình cần mua được tương miso và tương dashi. Hai nguyên liệu này cô bác có thể dễ dàng tìm được trong các siêu thị hoặc cửa hàng bán đồ Nhật Bản đều có. Mà khó quá thì cô bác cứ gõ tìm kiếm trên các sàn thương mại điện tử, kiểu gì cũng có cô bác nhé. Cô bác cần 3 muỗng tương miso trắng và 1 muỗng cà phê bột dashi. Sau khi có đầy đủ nguyên liệu rồi, cô bác tiến hành sơ chế. Đậu phụ cô bác cắt miếng khoảng 1,25cm. Hành lá thì cô bác đem rửa sạch, thái nhỏ. Rong biển khô cô bác ngâm trong bát nước khoảng 10 phút để cho nó nở ra, sau đó vớt ra rồi để ráo. Tiếp theo, cô bác cho 3 thìa tương miso đã chuẩn bị vào trong bát. Với phần tương dashi, cô bác hòa tan với nước rồi đun sôi. Lấy khoảng 3/4 chén dashi nóng cho vào miso, khuấy đều bằng dĩa cho đến khi miso tan hoàn toàn. Sau khi đã hòa tan, cô bác cho đậu phụ và rong biển vào trong nồi dashi. Tiếp đến là cho bát nước miso đã hòa tan vào rồi đun sôi trở lại. Tắt bếp trước khi nồi canh miso sôi. Cô bác cho canh miso ra bát, rắc thêm hành lá lên trên rồi thưởng thức khi còn nóng nhé. Trên đây là những công dụng của món canh miso, một loại canh truyền thống được người Nhật Bản vô cùng ưa chuộng và tin tưởng. Nếu có thời gian, cô bác nhất định đừng bỏ qua loại canh này trong thực đơn hàng ngày của gia đình nhà mình, cô bác nhé. Tôi từng đọc được thông tin đó là ở Okinawa, Nhật Bản, có một nơi gọi là làng Dajiway. Ngôi làng có khoảng 3.500 người. Tuy nhiên nơi đây có gần 100 người già trên 90 tuổi. Đặc biệt, họ đều rất khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Vì vậy, đây được gọi là ngôi làng trường thọ. Vậy thì bí quyết sống lâu của họ là gì? Sau khi tìm hiểu được biết rằng, bí quyết sống thọ chủ yếu có liên quan đến chế độ ăn uống của người dân trong ngôi làng. Trong số những thực phẩm mà người cao tuổi ở đây thường xuyên ăn, thì có 4 loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng. Ăn nhiều không chỉ giúp cho cơ thể cường tráng, còn có thể làm giảm tỷ lệ mắc bệnh của người già. Xin mời cô bác cùng theo dõi phần tiếp theo của video ngày hôm nay để xem đó là 4 loại thực phẩm gì, cô bác nhé! Đầu tiên, một loại thực phẩm vô cùng quen thuộc đó chính là cá. Cá là một loại thực phẩm được xếp vào nhóm giúp cải thiện trí nhớ vô cùng tuyệt vời. Khi còn nhỏ hay đến bây giờ, khi mà cô bác đã có con nhỏ thì đều nhắc nhở chúng là ăn nhiều cá sẽ giúp thông minh hơn. Trong các loài cá thì cá biển sâu có nhiều lợi ích nhất. Chúng có chứa nhiều thành phần DHA, có thể cải thiện trí nhớ và chức năng nhận thức, đồng thời giúp làm giảm mỡ máu và cholesterol. Nếu cô bác muốn phòng ngừa các bệnh của tuổi già, có thể ăn nhiều cá biển sâu, ví dụ như là cá thu, cá hồi, cá tuyết hay cá mỏi. Cá biển sâu tốt hơn cá sông nuôi thông thường
bất kể là về hương vị hay dinh dưỡng. Thế nên nếu có thể, cô bác nên ưu tiên ăn cá biển hơn, cô bác nhé. Loại thực phẩm thứ hai có giá thành siêu rẻ, đó chính là đậu phụ. Đậu phụ được ví như thịt của người nghèo bởi vì giá thành rẻ, ngon mà bổ dưỡng. Hàm lượng protein thực vật trong đậu phụ tương đối cao, hàm lượng sắt cũng tương đối phong phú, so với sữa thì cao hơn từ 10 cho đến 20 lần. Bên cạnh đó, hàm lượng cholesterol trong đậu phụ gần như là bằng không. Những người bị mỡ máu cao, huyết áp cao và bệnh đường huyết cũng có thể tự tin ăn đậu phụ mà không phải lo sợ là ăn nhiều sẽ khiến cho bệnh tình của mình trở nên nặng hơn đâu, của bác nhé. Loại thực phẩm thứ ba đó chính là tảo bẹ. Tại Nhật Bản, tảo bẹ được coi là thuốc tiên của sự bất tử. Có thể nghe tuyên bố này thì hơi quá, nhưng thực sự thì dù người già hay người trẻ, ăn tảo bẹ có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Do được hấp thu các chất dinh dưỡng từ môi trường biển nên tảo bẹ rất giàu các loại vitamin, muối khoáng và giàu chất xơ. Chúng có thể giúp làm ngừng trệ sự hấp thu mỡ tại ruột nên có tác dụng giảm cân. Tuy nhiên, cô bác nào đang mang thai, cho con bú và bệnh nhân bị cường giáp thì không thích hợp để ăn tảo bẹ đâu, cô bác nhé. Và cuối cùng, không thể thiếu được, đó là rau và trái cây. Có thể thấy rằng, lợi ích của rau quả đã được công nhận trên toàn thế giới. Không có gì lạ khi mà người già trong ngôi làng Trường Thọ này thường ăn nhiều các loại rau và trái cây. Số lượng lớn các vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa có trong sản phẩm rau quả giúp ngăn chặn sự phát triển của những viêm nhiễm nói chung trong cơ thể của chúng ta. Một số nghiên cứu gần đây cho thấy rằng, tăng cường lượng rau xanh và trái cây vào khẩu phần ăn hàng ngày sẽ giúp làm giảm nguy cơ bị đột quỵ và mắc các bệnh về tim mạch. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng cho thấy rằng những người có chế độ ăn nhiều rau thường có tỷ lệ mắc bệnh tim thấp hơn những người ăn ít rau và nhiều chất béo. Như vậy, trong video ngày hôm nay, Sống Khỏe Mỗi Ngày đã cùng cô bác tìm hiểu về những công dụng thần kỳ mà món canh miso của Nhật Bản đem lại, cô bác nhất định không được bỏ qua. Công dụng đầu tiên không thể bỏ qua của canh miso đó chính là ngăn ngừa xơ cứng động mạch. Công dụng thứ hai đó là phòng chống ung thư. Công dụng thứ ba đó là tăng cường hệ miễn dịch. Công dụng thứ tư của canh miso đó chính là cân bằng dinh dưỡng cho cơ thể. Công dụng thứ năm đó chính là giúp chống lão hóa và cải thiện làn da. Đây là một món canh ngon, bổ dưỡng lại thanh mát. Cách chế biến cũng rất đơn giản. Thế nên mọi cô bác đều có thể thực hiện để mình và các thành viên trong gia đình cùng thưởng thức, cô bác nhé. Điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ cùng cô bác đó là mỗi chúng ta hãy luôn giữ cho mình một tinh thần lạc quan, vui vẻ, tránh những lo lắng và suy nghĩ tiêu cực. Chỉ khi chăm lo cho sức khỏe tinh thần thật tốt, thêm vào đó là một chế độ ăn uống hợp lý, đúng cách, thì chắc chắn cô bác sẽ luôn khỏe mạnh và sống thọ bên con cháu nhé. Và nếu quý cô bác thấy video này của tôi hữu ích, thì cô bác cũng đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình nhé. Chúc quý cô bác luôn có một sức khỏe như ý.